Em từng là content leader của Relax Và là chủ nhân đứng đằng sau của những cái video hàng triệu view Chào anh Hôm trước em đến anh em mình nói chuyện lần đầu ấy, em bảo là ok bây giờ em làm mỏ anh thực sự Kiểu anh thực sự cũng không hiểu Em có thể chia sẻ thêm về câu chuyện đấy được không? À là, là, là original story ạ Chào mọi người Mình là Quốc Anh Và hôm nay chào đến chào mọi người, mọi người đến với video người làm mỏ Ra là mình cố gắng tiếp theo đời điều gì Đích đến cuối cùng vẫn là gia đình Thế tại sao bây giờ mình không bỏ thời gian cho gia đình luôn từ bây giờ đi Mà tại sao mình cứ phải cố gắng đến một cái thời gian đến định bảo Ôi thôi, tôi 50 tuổi đủ tiền rồi Mới đầu nhớ đến ba mẹ đang kiểu 80, 90 tuổi ở dưới quê chẳng hạn ấy. Thế hệ này thì luôn nhìn vào thế trước và nghĩ là mình thông minh như thế trước Thì thực ra là em thấy bản thân ngốc nghếch hơn cái thế hệ trước rất là nhiều Nhưng mà thực sự là họ phải open ra, phải coi mình là một cái người đồng nghiệp Thì họ mới sâu ra cho mình là mày ngu như nào chứ còn nếu mà vẫn coi mình là một đứa em một đứa con hay đứa cháu các thứ thì họ cũng chỉ đối xử với mình như một đứa em đứa con đứa cháu ừ. và mình cũng chỉ thấy được cái sự ngây ngô của người ta trong xã hội ba em mới bắt đầu gọi em về bảo thôi mày bị cho nghỉ việc rồi thì mày về làm với cả ba mình mới nghĩ là kiểu hai năm mà mình ít được tiếp xúc với ba mình ừ. không biết ba mình là ai cũng là một điều rất là hay thì mình mới quyết định là làm Mới phát hiện ra ba mình là một người khác hoàn toàn so với những gì mình nghĩ. Ok, hello Quốc Anh. À, em xin chào, à, chào anh. Cựu content leader của Relax. Vâng. Đúng không? À <laughs> ngoài cái đấy ra, em cũng muốn mọi người biết đến em với cái công việc hoặc là cái tài tổ gì nữa à, à thôi kể qua một chút nhé thì chào mọi người em là quốc anh trước đây em là làm thành viên và trưởng nhóm của welex một thời gian và trước khi ừ. em nghỉ welex like thì em có có một cái nệ danh rap name gọi là rapper gọi là ô ừ. buồn <laughs> gọi là một nhân vật trong cái ừ. rất nhiều nhân vật mà em đóng ở welex like. ô buồn sau đấy thì em có chuyển sang làm marketing cho Liên Quân okay. <laughs> và bây giờ thì em đang làm ở trong uh, ngành uh... mỏ. Nhưng mà trước khi mà mình đi đến cái phần uh, anh thấy là em chia sẻ đấy thì cũng tương đối người trong một nghề đấy đúng không? Tức là à. đầu tiên là làm content này, Vâ. xong rồi uh, làm là marketing, uh, cũng làm marketing ở Liên Quân này. Vâ. Sau đó thì làm mỏ. Vâng. Trong đấy cái cái cú là chuyển mình cuối cùng mà từ uh, ít nhất là content và marketing nó vẫn có một cái gì để anh cảm thấy là nó liên hệ được. À, đúng rồi. Nhưng vậy. mà chuyển mình một phát sang mỏ thì anh nghĩ cái đấy sẽ là một thứ rất là Gọi là có nhiều cái... Đề kệ Đề kể. Vâng Thế thì em từng là content leader của like, vâng. Và là chủ nhân đứng đằng sau của những cái video hàng triệu view Vâng Em có một công thức nào đấy để tạo ra những cái đó? Thực ra là đóng... Nghe nó hơi kiểu... Cliché một tí okay. Nhưng mà nói thực ra là tất cả những cái video mà em làm mà em thấy hài nhất ấy, Là em làm kiểu em thấy nó thoải mái ừ. À, anh sẽ thấy kiểu 100 video của em thì 20 video nó hay thôi. 80 video còn lại là kiểu ừ. kiểu kiểu men vãi cả trưởng luôn ừ. <laughs> các thứ. Nhưng mà kiểu cái lúc mà tự nhiên em anh bao giờ có một cảm giác tự nhiên buổi sáng anh thức dậy xong rồi anh muốn làm một điều gì đấy ừ. thì kiểu buổi sáng hôm đấy tự nhiên em thức dậy em em lớp Facebook hoặc em làm một cái gì đấy tự nhiên em thấy nó hài. Ừ. Thì em sẽ lao đầu vào em làm cái video để khai thác cái ý tưởng đấy luôn. Đấy, mà nó kiểu nó đến một cách rất là bất chợt thôi, em không biết là do bản thân mình kiểu tài năng thiên bẩm hay là bản thân mình kiểu suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ nhiều quá. Ừ. Cho nên là kiểu một sự kiện diễn ra thôi, giống như có mấy cái sự kiện vừa diễn ra ở đây, anh em mình vừa mới trải qua trước khi quay video này, là em cũng okay. có thể làm được một thành một cái clip. Ừ, đúng không? Ok. Mà những cái clip mà nó càng gắn liền với cái cuộc sống con người mà khiến cho nhiều người uh, cùng trải qua một cái sự kiện như thế thì nó em thấy là nó nhiều nhiều view nhất nhưng mà cách em tư duy để tạo ra những cái sự gọi là hài hước ở trong các tình huống bình thường đấy nó như thế nào bây giờ nhá bây giờ thường là mình đầu tiên là mình phải nghiên cứu này nghiên cứu là như nào là mình phải xem ví dụ mình làm 10 clip thì mình phải xem ít nhất phải kiểu trăm clip hài khác rồi đó, để biết rằng là người ta người, những cái câu hài người ta thi triển như nào, thi triển võ công như nào đấy thì mình mới nghĩ trong đầu là à có những cái clip này tôi thấy cách thi triển nó rất là hay. Mình nhớ lại trong đầu đấy cho đến khi mà kiểu mình học thuộc nó thì đến khi nhiên có một sự kiện gì đó nó diễn ra mà mình có thể ghép được tất cả những cái võ công đấy lại ừ. cùng một lúc thì nó thành một cái video hài. Ừ. Đấy nó chỉ đơn giản là như vậy thôi thực ra là nó là một cái thứ gọi là suy nghĩ và cơ bản là tất cả mọi thứ trong cuộc sống nó đều như thế mình học hỏi xong rồi mình xem những cái video này mọi người nói podcast rồi các thứ xong rồi mình học từ người ta xong rồi mình nhớ trong đầu xong đến khi mà mình tự nhiên một ngày mình được áp dụng thì mình áp dụng luôn đấy đấy là cái cách mà em làm không chỉ là hải mà đến bây giờ em làm ngành ngành mỏ luyện kim nó cũng phải như thế đấy anh không biết em nói dài đấy. Anh, anh không, hiểu, anh hiểu Tức hiểu. là ở đây ý là Mình sẽ phải luôn luôn tìm kiếm các chất liệu Đúng rồi Trong một, cuộc sống một cách của chủ mình động, đúng không? Chủ động Làm nghệ thuật Và cuộc sống con người Hai cái đấy gần như là gắn liền với nhau Thực ra là làm nghệ thuật Thì nó cũng là Tỏa ra cái năng lượng của bản thân mình ấy. Thì cũng là những cái tiếng nói của mình Mà muốn nói ra Thì nó cũng phải là Cái tiếng nói đấy nó cũng phải là Bắt nguồn từ những thứ mình học được ừ. Mà mình tiếp xúc trong cuộc sống ví dụ như kiểu nói thẳng ra thôi như kiểu là hồi trước làm nếu mà gọi là làm rapper chẳng hạn ừ. thì anh cứ quan sát xem những bạn nào mà có chất nghĩa là cuộc sống của bạn ấy có nhiều thay đổi bạn học hành và học tập nhiều thứ và trong cái cuộc sống bạn ấy có nhiều kinh nghiệm cuộc sống thì bạn ấy sẽ viết ra những cái bài rap nó rất hay và động đến lòng người còn nếu mà kiểu cái chất liệu cuộc sống của các bạn ít thì các bạn cũng ví dụ chỉ biết uh, học hành gia đình bạn bè thì 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 họ cũng sẽ viết những cái bài hát kiểu học hành, hành gia đình bạn bè uh, phố xá thứ thôi hoặc tình yêu ừ. nhưng mà anh cứ nghĩ thêm ví dụ anh như anh vâu chẳng hạn anh ấy kiểu quá nhiều cái anh đi tình nguyện này anh đi làm rất là nhiều thứ cuộc sống xong rồi anh ấy sẽ lại viết được những cái bài bài hát rất là hay như là anh ấy ý đưa ra cái năng lượng tích cực cho người khác xong rồi anh nhận lại. Rồi ừ. anh lại viết một bài, bài hát. Ừ. Xong cái bài hát đấy lại đưa năng lượng tích cực cho người tiếp theo. Đấy thì nó nó làm một cái vòng xoay kiểu liên tục thôi mà. Tức là nó sẽ là câu chuyện mình phải có nhiều trải nghiệm và mình sẽ cố gắng truyền à. tải nó qua cái hình thức nghệ thuật mà mình lựa chọn. Đúng rồi đúng rồi chính xác. Rồi. Nhưng mà khi em làm sáng tạo ở Relax đi. À. Đó không phải câu chuyện mà Tức là nó không phải là tôi thích lúc nào hoặc tôi cảm hứng đến lúc nào tôi sẽ phải làm lúc đấy. À tôi, vâng. là tôi có thể làm lúc đấy mà nó là anh nghĩ chắc chắn hiểu deadline đúng không ví dụ một tháng hay một tuần phải bao nhiêu clip các thứ một ngày một clip một ngày một clip à. ok chắc chắn em sẽ gặp phải trường hợp là mà em nghĩ anh nghĩ rất nhiều bạn sáng tạo nội dung gặp phải đấy là câu chuyện ví dụ bí tưởng hay gì đấy em vượt bí qua tưởng. cái đấy như thế nào em bị liên tục luôn đi ừ. liên tục luôn em nói thật luôn là em bị liên tục thường thì nhóm sẽ có 5 người thì 7 clip thì là 7 clip chia cho 5 thì mỗi người kiểu một tuần chỉ làm một hai clip thôi ừ. và đóng chung cùng nhau chung là em không biết nhưng em tuyển cũng toàn người hay ho, ừ. Nên nhiều khi kiểu người này thiếu cái này thì người kia lại bù nên là nó kiểu là một cái cỗ máy nó hoạt động liên tục ấy ừ. và phải hoạt động khớp với nhau, thì có những cái giai đoạn mà kiểu ra clip liên tục nhưng mà ví dụ cỗ máy đấy kiểu uh, có một người một bánh răng nó hơi mệt mỏi một tí là có thể nó sẽ bị chậm lại nhưng mà đa số thời gian là mình không phải là mình thúc ép họ là bí quá thì nghĩ đi mà là cách để hoạt động cái bánh răng đấy nó hiệu quả ừ. đấy thực sự là đúng là cách để hoạt động cái bánh răng đấy nó hiệu quả thì em nói thật với anh em cũng chia sẻ thật với anh là em nghỉ relax bởi vì đến một cái giai đoạn em cảm thấy là em không vận hành được cái bánh răng đấy hiệu quả nữa rồi và cái ừ. sự bí ý tưởng nó cứ lan 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 dần ra càng ngày càng nhiều mà mình nghĩ là mình mà cứ cố là từ 80 clip mà à 100 clip thì 20 clip mình thích à, cuối cùng chỉ còn có 2 3 clip mình thích thôi em thấy not worth it kiểu, ừ. mình phải có một cái cơ hội để mình lại đi trải nghiệm ở bên ngoài một lần nữa ừ. ví dụ kiểu có thể năm 10 năm nó có mình quay trở lại làm nghệ thuật đấy nó là chuyện đơn giản như thế thôi mình chấp nhận ừ. là mình bí ừ. <laughs> nghĩa là mình, mình mình sẽ phải cảm nhận rằng là cái chuyện đấy là chuyện chắc chắn sẽ đến và, và nhiều khi cái phương án là như em đã lựa chọn là dừng để lấy lại cảm hứng và cách để lấy lại cảm hứng đấy hoặc là lấy lại chất liệu đi và là mình phải đi ra ngoài và trải nghiệm thật nhiều đúng không? Tại vì anh nghĩ là ví dụ nhá như kiểu là em bắt đầu làm từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi em dừng ừ. thì cái năm 20 đến 25 là cái tuổi trẻ các thứ nó ấy rồi bắt đầu từ, từ năm 26 trở đi bắt đầu kiểu uh, công việc xong rồi gia đình xong rồi cưới xin ABCXYZ nghĩa ừ. là mình đã thành con người mới rồi Ừ. chứ mình không phải kiểu mãi mãi tuổi 20-25 nữa kiểu làm ra mà kiểu một cái loop hồ nó cứ loop liên tục như thế được cho đến cuối đời được ừ. đúng không cho nên là nếu mà mình cảm thấy là mình không còn trẻ nữa hoặc là mình không không tìm được cái chất liệu để mình làm nữa mình phải chấp nhận mũ on vì cái đấy nó kiểu một cái phần gọi là trong cái quá trình trưởng thành ừ. đúng không em nói thật với anh là hồi đấy em làm nghèo nghèo vãi <laughs> nghèo vãi, <luôn>. <cười> 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 nghèo vãi bây giờ mà các anh em cứ bảo à, là, là anh kiếm... sẽ có tay tổ, à, tổ là làm uy nghèo vãi đúng không Được. cái là We đấy có vẻ hay đấy làm uy lách nghèo vãi <laughs> Nào, bây giờ các anh em toàn kêu kiểu kiếm mấy trăm triệu xong rồi là kiếm kiểu... mà đúng thế thật thế ừ. nó mới cay <laughs> có một cái đứa bạn mà em anh cũng biết hôm trước vừa nói chuyện đấy kiếm mấy cái nhà liền Rồi mua cả xe cả xiếc Thằng linh vui vẻ à ok ok linh vui vẻ nhá linh vui vẻ nhá <laughs> thanh niên linh vui vẻ đấy kém em hai hai tuổi học ừ. đúng cái ngành của em dưới em hai khóa ừ là cái hồi đầu tiên mà em cũng mới bắt đầu làm we like được một, một hai năm thôi thì linh vui vẻ bắt đầu làm cái làm cái the reviewer the reviewer ừ. thì cũng nhắn tin cũng hỏi han các thứ em mà bây giờ nó thành đế chế rồi ừ trong khi em, <laughs> em kiểu mẹ làm we like nghèo vãi <laughs> cay thật đấy nhưng mà đấy kể cả những có những người bắt đầu sau em hai năm họ vẫn có thể làm những cái thứ to được tất cả tư duy của họ thôi. Em cảm thấy là à, thực ra mình nếu mà mình quay lại mình có khi mình cũng không làm được bằng bọn nó. Là qua là mình làm thì mọi người biết đến nhiều thôi, chứ ừ. về mặt gọi là value added thì <laughs> thì nó chỉ thế này thôi, đấy. <laughs> cũng chưa chắc, có thể là ừ. nhiều khi nó là anh nghĩ là nó là thời điểm, Và nó là nó là lựa chọn của mình ở thời điểm đấy, tức là nó giống như kiểu anh hay nói là nhiều khi nỗ lực hoặc là tài năng thì nó cứ phải đại khái là giống như kiểu em đi đào mỏ đúng không? Em ừ. mà bỏ rất nhiều công sức nhưng mà em đào chỗ mà không có chưa không lượng có tốt lượng, thì đúng rồi đúng rồi thì nó xác. vẫn vẫn tệ. Còn nếu mà em ừ. bỏ ít công sức hơn nhưng mà cái chỗ của em chữ lượng tốt mà lại còn dễ khai thác nữa thì em vẫn cứ ừ, chính xác chính nhiều giá trị thôi. Em mà thật với anh em chắc là làm cái khác thì nó về nội dung thì nó sẽ ok hơn chứ làm diễn viên đấy. bắt đầu làm diễn viên thời gian dành cho gia đình thì ít. Ừ. thời gian dành gia đình kiểu nó sẽ bị lệch ví dụ kiểu có thể buổi sáng sẽ dậy muộn hơn tí hoặc là chuẩn bị các thứ nó lâu hơn một tí nhưng mà lúc đấy thì mọi người đã đi làm rồi hoặc ba mẹ các thứ đã đi hết rồi nhưng mà đến khi mà mình làm xong việc là bắt đầu kiểu khoảng tám chín giờ mình mới về là mọi người đã ăn cơm xong hết rồi nghĩa là cái thời gian biểu của mình nó lệch hết so với tất cả mọi người ừ. thế là đến một cái giai đoạn mình bắt đầu nghĩ là thực ra là mình cố gắng tiếp theo để điều gì sau này cũng cố gắng vì cuối cùng vẫn là Đích đến cuối cùng vẫn là gia đình Thế tại sao bây giờ mình không bỏ thời gian cho gia đình luôn từ bây giờ đi ừ. Mà tại sao mình cứ phải cố gắng đến một cái thời gian Đến định bảo ôi thôi tôi 50 tuổi đủ tiền rồi Mới đầu nhớ đến ba mẹ đang kiểu 80, 90 tuổi ở dưới quê chẳng hạn Bỏ luôn thời gian ngay từ bây giờ kiểu 25 tuổi, 26 tuổi Bây giờ phải bắt đầu phải bỏ lại thời gian cho gia đình đi Thì, thì mình mới không tiếc Ừ. Đấy. thời gian là cái thứ mình không kiếm được nhiều nhất còn tiền thì mình vẫn có thể kiếm được bằng cách cách này hoặc cách khác. À, ừ. đấy là đấy là em nghĩ thế thôi nghe kiểu cliché tí nhưng mà đấy là thứ tôi nghĩ ừ. <laughs> thời gian là thứ không kiếm được đúng không còn à. tiền thì vẫn thể kiếm được bằng cách này hoặc cách khác à. nghe cũng có thể nghe cũng title. có thể là câu tay nhưng mà hơi nhưng dài nhưng mà hơi dài là làng quy lách nghèo vãi nghe ừ. hay đúng, nghe của Đúng nhất ấy. đúng nhất <cười> 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 Vừa nãy em có nhắc đến một cái một cái công việc hay một cái tổ mà anh cảm thấy rất rất thú vị. Anh rất à. thích, đấy là rapper. À. Ô buồn. Trong cái suốt quá trình của em, tức là anh ngày xưa anh rất thích xem Ô buồn vì à. mấy cái bài hát nghe buồn cười vãi. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thành bậy vãi, <laughs> phải <laughs> xóa phải ẩn đi đấy. <laughs> Nhưng mà đã bao giờ em thực sự kiểu nghiêm túc suy nghĩ về cái chuyện là mình hay là mình trở thành một rapper không? Em nghĩ rap hay là hát hay là viết thơ gì cũng là một cái phần mong muốn được đóng góp nghệ thuật của em thôi. Ừ. Và trong tương lai chắc là cô ừ, thì ý là em kiểu vâng. Nghĩa là ý là trong tương lai nhiều khi mình chỉ gọi là được mong muốn đóng góp nghệ thuật. Và mình bằng cách nào bằng cách này hay cách khác thì mình đều có cái mong muốn đấy. Ừ. Chứ không nhất thiết phải là rap, cũng không ừ. nhất thiết phải viết thơ. Ừ. Đấy nhưng mà tại vì là hồi trước là em là chọn cái ngành đấy làm nghề là nghề của em để làm ừ. công việc của em bây giờ là khán giả của em là rất là nhiều người trên việt nam trên thế giới còn bây giờ thực ra khán giả của em có thể chỉ là ba mẹ hoặc là, là vợ ừ. chỉ cần kiểu những khán giả đấy thôi và ngày nào mình cũng làm một cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật nên là đùa vui hoặc làm hài hước cái gì đấy ừ. và khiến cho những cái người xung quanh mình kiểu thấy hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi. Trước đây là kiểu mình vẫn đang đánh giá những cái kiểu quan trọng hóa những cái cái cái, cái ý chí của những người ngoài kia nhiều quá thì mình mình bị uh, cuốn vào nó thôi. Ừ. Mà thực ra là làm nghệ thuật mà muốn được nhiều người công nhận thì ai chẳng muốn thế. Ừ. Không tránh được nhưng mà đến khi mà nhiều người công nhận mình thì mình cảm thấy đủ rồi cắt lỗ <laughs> thì mình lại về chỉ chỉ cần sự công nhận của gia đình và mẹ anh em xung quanh thôi ừ. là mình thấy vui rồi đấy, ừ. đấy là quan điểm của em hiện tại ok anh nghĩ là đấy là <laughs> quan điểm rất hay. À. Nhưng mà again, anh nghĩ là chắc là anh cũng rất hy vọng là vẫn tiếp tục một ngày nào đấy lại xuất hiện những okay. ca khúc của Ô Buồn. Tại vì anh anh thực sự anh rất thích mấy bài em, đấy nhưng mà bây giờ em em, em, em hãy để lại. Đặt <laughs> lên một cái clone sợ nào sợ đấy xong gửi cho anh nữa Bây giờ mình nói về câu chuyện đấy cũng tương đối nhiều rồi. À. Anh muốn anh muốn chuyển ra một cái gọi là cao trào mà như vậy mình cũng nói với nhau ấy. Đó là câu chuyện chuyển nghề của em. À. tức là anh nghĩ nó là một cái cái bước chuyển thực sự là lần hôm trước em đến anh em mình nói chuyện lần đầu ấy, em bảo là ok bây giờ em làm mỏ anh thực sự kìa kiểu, ừ. kiểu anh thực sự cũng không hiểu à thì em có thể chia sẻ thêm về câu chuyện đấy được không thực ra có hai cái là em luôn nghĩ này thôi thực ra là có ví dụ nha hồi trước em làm lui lách đúng không thì là em đã làm product rồi là sản ừ. phẩm ừ. À, làm account à, trong trong cái agency rồi Ừ. Và em chuyển nghề sang cuối cùng là em làm marketing thì em sẽ là client 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 yeah, luôn linh, là khách linh quân. luôn đúng không Nó ừ. Liên quân đúng không Thì nó sẽ là kiểu chiến thuật này, chiến lược này và trận đánh Thì chiến thuật là client nó sẽ làm Chiến lược là thằng ừ. agency Xong rồi trận đánh thì sẽ là mấy thằng we like đi diễn 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 Đấy ừ. Ừ. Thì cả ba thứ đấy em trong cái marketing em đều học được rồi Em là học được rồi Em chả thấy con cái gì em kiểu muốn học nữa mà anh nói thật anh là làm cho Canada các thứ đó đỉnh đỉnh cao của marketing rồi Có ừ. cái gì mới nhất là đều dùng hết ừ. Thế Nên là kiểu cảm thấy đến một cái giai đoạn mình không học được thêm nữa Và nó cũng lấy một cái break point là bắt đầu Covid Rồi các thứ là bắt đầu các công ty bắt đầu lay off Đợt đấy em bị cho nghỉ ừ. Nói chung là cái câu chuyện đằng sau cái việc cho nghỉ đấy Thì em cũng nói chuyện với các anh tổng giám đốc rồi Thì em cũng hiểu mà thực ra là, nói thật ra là họ đưa ra một quyết định rất là hợp lý, ừ. cực kỳ hợp lý. Marketing thì nó chỉ chiếm có 10% cái cái giá trị của một cái sản phẩm thôi. Và cái thứ hai là nó có tạo ra thêm nhiều sale hay không ấy, mình không đong đếm được. Ừ. Cho nên ừ. là việc dễ nhất là cắt một cái thằng có biên chế lớn ở phòng marketing đi ừ. là tự nhiên kiệm được kỹ lương bao nhiêu đấy mấy đứa cắt mấy đứa liền cắt gần như hết cả nói chung là nói chung là chấp nhận thôi sau cái đấy thì mình sẽ có một quyết định là kiểu uh, có tiếp tục muốn làm marketing hay không Bởi vì ừ. thực ra là mình đã kinh qua ba cái thứ đấy rồi đúng không bây giờ lại trả lại lại quay lại làm we Like, hoặc là quay lại làm account, hoặc là sang một cái công ty khác làm cái gì đấy liên quan đến marketing mặc dù mình đã kết thúc cái journey đấy mình đã đánh giá được là mình chỉ kiếm mỗi 10% cái giá trị của cái sản phẩm thôi chấp nhận chuyện đấy cái thứ hai là ba em mới bắt đầu gọi em về bảo thôi mày uh, bị cho nghỉ việc rồi thì mày về làm với cả ba thì thực ra là em nói thật với anh là chả có thằng con nào hay đứa con nào tiểu tự nhiên thích về làm công việc gia đình đâu ừ. anh cứ nhìn xung quanh xem nếu mà ba làm bác sĩ thì con sẽ làm uh, đánh piano rapper chẳng <laughs> hạn ờ đấy hoặc ba làm giáo sư thì con sẽ làm rapper. làm <laughs> đúng rồi cũng đấy thế thì khi mà mình bị nghỉ như thế rồi thì mình cũng không trách thực thực sự ra là ghana là một cái chỗ em phải nói thật với anh là môi trường làm việc rất là hay và rất là xịn luôn ừ. mình em không nghĩ là em sẽ được trải qua như thế một lần thứ hai ừ. nhưng mà về làm ba em thì đương nhiên là lương thấp hơn à ấy. xong rồi là kiểu môi trường làm việc cũng khó khăn hơn bởi vì em phải đi vào rừng, rừng. À. Đúng không? Em đi bỏ mà, với cả đi như kiểu cửa khẩu hoặc là đi kiểu Hải Phòng để đi nhận hàng các thứ. Chung là nó không phải là một cái công việc văn phòng mà mình có thể ngồi uống trà sữa xong rồi là điều hòa mát hàng ngày. Thế là mình cũng nghĩ cũng chả thích lắm nhưng mà trong rồi ba cho đi làm kiểu công công ty gọi là công ty thương mại thì nghĩa là gần với cái những cái thứ gì mình được trải qua nhất về sale thương mại marketing ừ. thì nó cũng gần như là cùng một cụm ấy. Thì Lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ một cái này thôi Đấy là Lựa chọn một công việc dễ dàng hơn Nhiều tiền hơn Hay là bỏ nhiều thời gian với gia đình hơn à. Tại vì Anh phải hiểu là Em không biết những cái nhà khác như nào nhé, Nhưng mà ba em ấy thì Làm cái mỏ này 15 năm rồi Mà 15 năm đấy Đa số thời gian ba ở bên Bên mỏ ừ. Còn từ năm em bây giờ 28 Từ năm em 13 tuổi là Lớp 8 à từ năm đến lớp 8 là rất là ít gặp ba, mà trước đấy cũng ít gặp ba bởi vì là ba cũng làm kiểu công trường xong rồi là thủy điện các thứ. Ừ. Uh, cao tốc các kiểu, kiểu hạ tầng. Mình mới nghĩ là kiểu 28 năm rồi mình kiểu ít mươi hai, hai, 26 năm, 26 năm mà mình ít được tiếp xúc với ba mình. Ừ. Không biết ba mình là ai. Đấy thì mình mới quyết định là thôi thì bây giờ có thời gian để hai ba con ở cạnh nhau hơn thì cũng là một điều rất là hay thì mình mới quyết định là làm và thực ra em về sau em đi làm mọi người xung quanh thì em lại biết về ba em qua góc nhìn của những người xung quanh ừ. bạn bè này xong rồi đồng nghiệp này xong rồi cung cấp này xong rồi là nhân viên này đấy thì mới phát hiện ra ba mình là một người khác hoàn toàn so với những gì mình nghĩ ừ. bởi vì một thằng trẻ con nghĩ thì cũng chỉ biết ba mình như thế thôi đúng không nếu mà bây giờ anh đẻ con anh ra thì làm sao mà con anh nó được tiếp xúc được tất cả các cái mặt của anh Em đẻ ra cũng thế Bây giờ nghĩ 30 năm nữa cái thằng đấy nó biết mình là con người như thế nào Khó, đúng không? nên là kiểu tự nhiên mình có một cái quyết định là thôi thì đi theo cái đấy để biết ba mình rõ hơn Có thời gian với ba nhiều hơn thì mình quyết định mình đi thôi nhưng mà tự nhiên lại đi trong may thế nào lại thành công Lúc đấy ừ. lúc bắt đầu đi là không xác định là thành công đâu Lúc bắt đầu đi thì như anh Bảo ấy xác định là Mình chả biết cái gì cả Bây giờ đến đấy là kiểu bị các ông các cái Xong rồi bị hành nho Ngu ngơ chả biết gì Nhưng mà cuối cùng Ơ ờ, anh Bảo ở đấy đúng không nào <laughs> Không tự nghĩ tự <laughs> tự Đổ nghĩ. ngay cho anh Nó <laughs> gọi là cái gì nhỉ cái gì marketing truyền thông bẩn rất à, <laughs> <dốc> bẩn luôn <laughs> rõ ràng anh không anh không nói gì cả không uh, <laughs> nói chung là sợ nói chung là sợ okay. cũng bắt đầu cũng sợ sợ nhiều chứ nhưng mà hóa ra đi rồi thì mới biết là kiểu cái cách hoạt động của cuộc sống nó vẫn thế thôi là mình làm cái gì nó có tâm với cả nghề ừ. thì tự nhiên tất cả những thứ xung quanh nó đều uh, tốt cho mình hết ừ. bởi vì mình là một người chính trực thì những thằng lươn lẹo xung quanh nó sẽ không bao giờ nó bán lấy mình đúng mà mình làm chỉ những cái điều đúng hoặc là điều có đạo đức thì tất cả những cái thằng mà có những ý đồ gì nó cũng phải sợ mình bởi vì là nếu mà nó có một cái ý đồ gì nó nói mình thì đấy là mình phản kháng lại ngay hoặc là mình sẽ kiểu không làm việc với nó nữa thì đấy thì thì thì, thì dần dần mình cứ build cái đạo đức mình với cả những người xung quanh các thứ ấy thì người ta sẽ đến với mình về những thứ đạo đức chứ không phải đến với mình về những cái thứ kiểu mong muốn ý đồ khác nữa ừ. đấy thì, thì 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 nó là như vậy vì anh nghĩ là rất nhiều người sẽ không hiểu được cái công việc hiện tại của em như thế nào à. em có thể giải thích một cách dễ hiểu được không giải thích dễ hiểu nhá vì em chỉ nói em làm mỏ thì thực ra là mỏ nghe à. nó rất là à. chung chung đúng không mỏ nó cũng là một ngành chứ không mình... phải là để lại giải thích dễ hiểu nào ừ. 5 phút nha để nó chỉ là thế này bây giờ là anh có một cái mỏ anh muốn có một cái dự án anh muốn khảo sát anh khảo sát xong rồi anh nghĩ là có cái quặng ở dưới đấy à. À, anh quặng dưới đấy là anh bắt đầu đăng ký là cho nhà nước là cho tôi khảo sát để tìm ra cái quặng ừ. anh tìm ra cái quặng rồi thì anh mới bắt đầu là đăng ký nhà nước để cho tôi uh, đầu tư à. đầu tư rồi rồi mới bắt đầu cho tôi phép khai thác khai thác rồi ra rồi anh mới đăng ký là cho tôi xin phép xây dựng nhà xưởng để chế biến, à. chế biến rồi thì anh lại xin phép một cái là để anh xuất khẩu, thì đến cái giai đoạn bắt đầu gọi là xuất khẩu rồi thì là em nhảy vào okay. là thương mại đúng không? Mình xuất, à, xuất, xuất khẩu thì em chỉ có hai nhiệm vụ thôi, một là nhập khẩu thiết bị, máy móc, hóa chất, vật tư, tiêu hao tất cả mọi thứ ừ. về cho mỏ, à, làm hợp đồng các thứ ABCZ và nhiệm vụ thứ hai là tất cả những sản phẩm từ mỏ bán đi là em sẽ làm. Bao gồm ừ. là sắt này, là niken này. Nhưng mà niken thì làm ra hai loại, một loại là loại niken bột, một loại là niken tấm điện phân. Nói ừ. chung là nhiều mặt hàng, em sẽ bán ở cái đấy đi. Và ừ. em sẽ mua những cái khác về. Rồi nó cứ như thế thôi. Và nó vận hành cái bánh răng liên tục. Ừ. đấy, ngay thì... bắt đầu dễ hiểu đấy, nghe đấy. nghe bắt đầu dễ hiểu đấy. Vâng thì nghĩa là đến đến cái giai đoạn kiểu anh có một công ty anh cứ bán ra xong rồi anh lại phải mua thiết bị về để anh làm cái sản phẩm, phẩm nó lại bán ra ừ. thì em là cái thằng mua vào và em là chính là cái thằng bán ra luôn rồi <laughs> đấy vị trí rất là quan trọng vị trí anh nghĩa rất quan trọng ừ. khi mà em em lao vào một cái lĩnh vực như thế mà như câu chuyện mà em có chia sẻ là tức là em chọn lựa chọn cái này vì em muốn hiểu ba mình hơn à. làm việc nhiều hơn với ba đến thời điểm hiện tại cũng là một quãng thời gian đủ dài anh nghĩa đủ dài rồi em cảm thấy cái cái hình ảnh mà về ba ấy à. mà em thu nhận được nó như thế nào bởi vì với rất nhiều người anh anh đã từng gặp nhé à. để anh chia sẻ một tí để em hiểu hơn cái ý đồ của câu hỏi này đó là rất nhiều người anh gặp thì có thể sẽ khi làm việc họ không thể làm việc được với gia đình mình không thể làm việc với bố mẹ bởi vì thực ra kiểu cái kỳ vọng này hoặc là cái cách thức nhìn nhận của bố mẹ hoặc là những cái thành công hoặc những cái thứ gì nó nó là cái bóng quá mà lớn đúng mà đúng người đúng ta đúng muốn đúng muốn đúng bỏ đúng qua nhưng có những người thì khi làm việc thì chợt nhận ra được những cái khía cạnh mà có vẻ như là khi mình ở trong cuộc đời sống bình thường mình không nhìn thấy và thậm chí mình còn được truyền cảm hứng nhiều hơn hay là mình yeah. cảm thấy có một cái gì đấy thú vị ngưỡng mộ gì đấy anh không biết thì em sẽ là từ cá nhân em thì sau một quãng thời gian làm việc với ba mình như thế ừ. thì cái thứ em nhận thấy là gì <laughs> thực ra là một cái là có một cái mà nhiều người nhận xét là ba em là một người rất là quảng đại ừ. nghĩa là sẵn sàng kiểu uh, cứu giúp những người khó khăn ừ. như cái mỏ ấy, gọi là nơi chữa lành ấy thực ừ. ra là toàn những cái ông kiểu thực ra là rất là khó khăn ở bên việt nam rồi nên không thể nào tiếp tục nữa ừ. thì mới kiểu tìm ra một cái biến độ mới tần, gọi tân thế giới chỗ mới để ừ. làm thì ba em là tiếp nhận như thế và đào tạo các thứ nhân viên từ một con người có thể là đang ở dưới vực lại đi lên vì bản thân ba em cũng là một người đã từng ở dưới vực lại đi ừ. lên đấy nên là kiểu đấy là một chuyện thứ hai là ba em kiểu bắn chửi cực nhiều ý, em. Là... ý là ở nhà thì không như thế À. nhưng mà đi làm rồi thì kiểu mình kiểu chửi mình nhân viên ấy à. thì mới biết là uể hóa ra <laughs> ba mình kiểu thét lửa ừ. sợ vết ý là kiểu ở nhà thì đương nhiên là hiền thôi không làm gì nhưng mà đựng đến chuyện công việc tiền nong là cái gì ra cái đấy chứ đúng không nên là cái đấy là cái thứ hai cái thứ ba là kiểu ba em kiểu cũng biết rất là nhiều thứ thực ra là hỏi có khi anh hỏi ba em cái gì ba em cũng biết Ừ. mà tất cả mọi người đều đều nhận xét như thế và cả một cái dự án mỏ như thế gần như là ba em kiểu nắm hết xong ba em kiểu kiểm soát hết tất cả mọi thứ mà như kiểu trước đây ba em thì cũng là xuất phát quân nhân ra ừ. điều hành cái mỏ như kiểu là một cái trận đánh ấy, một cái sư đoàn ấy à, ừ. à, cũng kiểu kỷ luật kỷ luật thép thì và cái câu chuyện cuối cùng như kiểu anh nói là cái bóng của một cái người ba mẹ để lên con cái thì em nói thật với anh là bóng của ba em nó chùm lên kiểu quá nhiều người ừ. <cười> <cười> anh ấy hiểu là chùm lên không phải kiểu chỉ trong gia đình mà kiểu chùm lên kiểu rất là nhiều người trong xã hội ok à, đứng dưới cái bóng đấy cho nên là mình cũng kiểu gọi là nếu mà gọi là chỉ so là ba với con thì con được đứng dưới bóng của ba nhưng mà nếu mà so với cả xã hội thì mình đang đứng dưới dưới cả một nghìn người ừ, gọi là xếp hàng để đứng dưới cái bóng đấy <laughs> đó nên là nên kiểu là, kiểu thôi may quá là mình con bố mình thì mình còn được đứng dưới cái bóng đấy để học tập ừ. chứ còn nếu mà mình không phải là con thì có khi chả bao giờ ông ấy tiếp mình chả bao giờ những cái người như thế tiếp mình ừ. anh nghĩ em ví dụ như kiểu nói chung là một cái ông gì đấy rất là to không phải là ai cũng gặp được xong tự nhiên một thằng nhóc con đến bảo cháu muốn gặp chú cháu muốn gặp chú chú danh nhân thành đạt thế này cháu muốn học theo chú để thế này thế kia làm gì có chuyện người ta tiếp còn lâu người ta mới tiếp <laughs> đúng không nhưng mà vì mình là thằng con ông ý cho nên là ông ý sẽ dạy mình những cái thứ mà trong xã hội người ta sẽ không bao giờ dạy ừ. Nó kiểu chả bao giờ dạy cả vì nó là cái know how để mọi người kiếm tiền mà know how để mọi người kiểu có những cái thành quả tốt mà ừ nhưng mà cái thứ duy nhất vẫn là cái câu chuyện ba em luôn dạy tất cả mọi người đấy là đạo đức cái đạo đức cái chuyện kiểu, kiểu tiền nhà giàu hay là các thứ không quan trọng đạo đức nhân cách ừ. đấy bởi vì là đến cuối ngày thì anh có tiền xong rồi anh vẫn cảm thấy cuộc sống anh không vui thì cũng chả để làm gì cả ừ. đấy thế thôi đâu chỉ là mỗi câu chuyện là như thế thôi thì đấy là những cái mà em cảm nhận được sau một khoảng thời gian khoảng gần 2 năm là phải bay là như thế. Ừ. À. nhưng thực sự là có một cái vừa nãy em chia sẻ mà anh cảm thấy rất thú vị đấy là trong cuộc sống bình thường thì em không nhìn thấy khía cạnh như ba em mà mắng chửi như ở trong ừ. công việc đi. Chẳng hạn đúng thì à. cái đấy là một cái khía cạnh khác mà em nhìn thấy nhưng mà rõ ràng là trong công việc thì hạn khi mà mình phân tách rất là khó để phân tách đúng không? Tức là kiểu dù dù là mình đang là cấp dưới ừ. và ba mình đang là cấp trên đúng không ạ. Ừ. Nhưng rõ ràng là nó vẫn là một quan hệ vẫn là ba con hay Đúng là rồi. làm thế nào để em có thể phân tách được chuyện đấy hoặc là ba em có thể phân tách được chuyện đấy hay là nó vẫn còn là một cái cảm thì... giác gì đấy mà mình kiểu <laughs> thì 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 gọi là không thể nào một trăm phần trăm được mọi ừ. thứ phải dung hòa thôi mà đâu có phải là mỗi cái chuyện mà ba em cái sự tức giận của ba em là cái thứ mình nhìn nhận được khác đâu mặt mặt khác đâu mà ví dụ như kiểu cái việc mà dạy về đạo đức cũng thế ừ thực ra ở nhà thì cũng chỉ nó bâng quơ thôi là kiểu con phải tốt con phải thế này thế kia nhưng mà đến khi mà kiểu liên quan đến công việc rồi nó là serious rồi thì cái bài học về đạo đức đấy nó mới quan trọng đúng ừ. không anh ví dụ kiểu anh kiểu bình thường dạy con nếu mà con kiểu năm sáu tuổi 10 tuổi 15 tuổi anh cũng bảo là đừng đi ra ngoài chơi lêu lỏng phải sống kiểu tốt phải giúp đỡ người khác thứ dạy cho anh con anh những điều tốt ừ. nhưng nó cũng chỉ là thực bâng quơ mình mà mình người này thôi nhưng mà liên quan đến công việc liên quan đến kiểu cuộc sống của những người khác bắt đầu kiểu serious lên rồi không phải là cuộc sống của mày với tao nữa không phải cuộc sống của ba với con nữa phải liên quan đến cuộc sống người khác thì con phải có cái đạo đức đấy con phải có cái nhân cách đấy ừ. đấy thì nó lại thành một cái câu chuyện hoàn đang khác mình bảo chết về. <laughs> bây, giờ, bây giờ mình phải nhân cách tốt lắm không thì ảnh hưởng đến cả hình ảnh của ba mình ừ. và hình ảnh của mình chứ không phải là kiểu là một câu chuyện đơn giản. Còn nếu mà em chả làm gì việc với gì với ba em thì em cứ đi đóng hài quý lách này xong rồi em cứ đi làm này, em cứ đi hát cái này, em cứ đi hát cái kia xong rồi là uh, xong rồi đi chơi đi chứ các thứ chả quan tâm gì cuộc sống của uh, của, của những người khác trong gia đình cả thì nó lại cái vấn đề đạo đức thì là chỉ là đạo đức bản thân thôi. Ừ. Đấy, nhưng bây giờ là đạo đức lên xã hội thì nó lại kiểu uh, bắt đầu đau đầu <laughs> nhưng mà anh nghĩ là đấy là một cái tư duy rất là tích cực và, à. và rất là rất là thú vị đấy bởi vì ừ. uh, xuyên suốt cuộc nói chuyện ở anh em mình từ nãy giờ thì anh anh có nhìn thấy một cái tầm một cái sự hướng hướng vào gia đình hướng về những cái giá trị cốt lõi giá trị gia đình của à. em mà anh cảm thấy rằng cái cách thức tiếp cận của em nó rất là tích cực và nó, nó rất thú vị đặc biệt là cho những cái bạn trẻ nào mà ví dụ như gia đình các bạn ấy cũng có điều kiện chẳng hạn hoặc là các bạn gia đình bạn ấy có trong gia đình là bố mẹ là những gọi là tạm gọi là cái nhóm không biết là anh gọi em như này thì em cảm thấy như nào nhưng mà ví dụ như à. cái nhóm đấy có thể coi là nhóm những con nhà giàu vượt sướng nhỉ hạn à, Đúng. đúng không? là kiểu các bạn ấy nhiều khi anh thấy anh cũng cũng chơi với một số bạn của anh như thế thì anh anh cảm thấy là cái cái tư duy của em là tư duy rất là thú vị và cởi ừ. mở giúp cho mình có thể học được nhiều nhất từ những cái người mentor mà anh nghĩ là giỏi nhất có thể Và. nhóm những những người giỏi nhất trong xã hội đi, Và. kiểu như vậy. Thì đôi khi là cái đấy sẽ là cái mà cái hướng đi mà các bạn cũng nên Và. có một cái nhìn nhận để làm theo chẳng hạn hoặc là hoặc là ít nhất là cân nhắc kiểu vậy. Thực ra nó không chỉ áp dụng như các bạn kiểu nhà giàu vượt khó đâu, bởi vì có nhiều bạn nhà giàu vừa, cũng, vừa sướng, Vượt sướng đi, nhà nhà vừa vượt dướng đâu. <laughs> có nhiều bạn trong xã hội cũng ba mẹ cũng phải đi làm lao động bơn trải liên tục mà nghĩa là về mặt thời gian để được gặp ba mẹ thì cũng như em thôi ba em đi suốt đúng không? Ừ. Có những nhà lao động kiểu họ cũng phải đi làm kiếm tiền liên tục cho con cái mình, ừ. nên là kiểu con cái mình cũng phải đến một cái giai đoạn cũng phải tự mà hiểu ra là mình sẽ phải sau này phải có một cái gì để đáp đáp lại công ơn của ba mẹ ừ. đúng không? Nên là nó chả nó chả phải là vì là mình là giàu hay là mình là tầm trung hay là mình là tầm nghèo nó là một cái kiểu chung của toàn xã hội ừ. nên như thế nên như đúng. thế nên có một cái sự suy nghĩ cho người khác ừ. kiểu mình 25 năm mình có thể là tự làm những cái gì mình thích rồi nhưng lát bước ra năm giờ hai sáu vẫn là đủ một phần tư cuộc đời rồi bước ra năm hai sáu bắt đầu phải nghĩ xem thực sự là bây giờ đến cuối thì mình làm vì cái gì Ừ, đúng. Đó. Có một câu anh rất thích Đấy là thế hệ trước tức là một thế hệ này thì luôn ừ. nhìn vào thế hệ trước và nghĩ là mình thông minh hơn thế hệ trước, à. đúng không? thì trong nhiều mình rất nhiều người vì cái mindset đấy mà bỏ qua câu chuyện là thực ra có mình có những uh, bố mẹ mình ạ ừ. là những người mentor và những người đã trải qua rất nhiều chuyện mà có rất nhiều bài học mà thực ra là có thể truyền dạy được cho mình, à. chỉ có một cái là mình kiểu open một chút để, thinh, để, 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 để... để mình thực sự tiếp nhận cái đấy ừ. hoặc là có một cái thái độ cầu thị để cho bố ừ. mẹ chia sẻ những cái đấy để mình học, ừ. đấy thì anh nghĩ là <laughs> em thực sự em để chia sẻ anh là nếu mà như em để tiếp xúc với cả thế hệ trước ấy, bởi ừ. vì đi làm ở công ty ấy nhiều ấy thì thực ra là em thấy bản thân ngốc nghếch hơn cái thế hệ trước rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà thực sự là họ phải open ra phải coi mình là một cái người đồng nghiệp thì họ mới sâu ra cho mình là mày ngu như nào đúng không chứ ừ. còn nếu mà vẫn coi mình là một đứa em một đứa con hay đứa cháu các thứ thì họ cũng chỉ đối xử với mình như một đứa em đứa con đứa cháu ừ. và mình cũng chỉ thấy được cái sự ngây ngô của người ta trong xã hội ừ. cái hình ảnh ngây ngô đấy thôi còn nếu mà đã đối xử với đứa con như là một đứa đồng nghiệp hoặc là một đứa nhân viên và dạy nó đúng những cái thứ gì nhân viên được mình dạy thì cái cách góc nhìn nó sẽ khác hẳn toàn nhau ngay Đúng không? kiểu nhiều khi các ông sẽ có nhiều người ba mẹ kiểu chiều con là thực ra cũng không tránh được cái sự cái sự yêu thương đấy trong cái lời dạy đấy. Thì tự nhiên là cái đứa con sẽ nghĩ là à thực ra ông bà già mình chả biết cái gì đâu. Làm sao mà có cái chuyện đấy được. Ông bà già mình còn trong cuộc sống phải hơn mình 30 năm. Đúng. Đúng không? không bao giờ có cái chuyện đấy luôn thực ra là chả qua là các bạn chưa được tiếp cận đúng cái lúc và thực ra phải tạo cái môi trường để thực sự là ba mẹ mình sâu ra những cái cái kinh nghiệm cuộc sống của họ và mình cũng phải tự tiếp thu thì mình mới biết là à thực ra là kinh đấy <laughs> kinh đấy không phải là ấy đâu nhiều khi thế thật thật sự là như thế thật bởi vì em cũng có nhiều người bạn giống như anh có nhiều người bạn đúng không đúng rồi <laughs> biết gì đầu khi kiểu nhiều khi tự bản thân nó kể với bố nó lại là, là câu chuyện của khác nhưng mình tiếp xúc với bố nó mà ví dụ như kiểu là đối tác là công việc lại là một ông khác hoàn toàn ừ. so với cái thằng kia tôi kể nói <laughs> là thằng kia nó chả biết cái gì lại <laughs> câu chuyện khác Đúng các rồi. bạn phải suy nghĩ đi về xem ba mẹ mình là kiểu trưởng môn phái võ lâm võ thuật nào để nghĩ lại chứ không xác, phải là xác. mọi người kiểu ngu ngơ đâu Thật sự. Ừ. Yeah. Anh nghĩ đấy là một quan điểm rất hay. Nha. Yeah. Ok. Uh, mình uh, quay trở lại cái cái câu chuyện là uh, công việc chuyển đổi công việc của em đi. Yeah. Thì anh em mình vừa nãy cũng đi hơi vào câu chuyện uh, gia đình nghe đình nhiều phải và... võ công rồi các yeah. thứ. <cười> <cười> anh nghĩ trở đề là khá hay. <laughs> Nhưng mà bách lại là khi mà em chuyển ngành nghề như thế đi thì có những cái gì mà em đã học được ở trong quá khứ hoặc là những cái thành tựu gì của em trong quá khứ khi em làm sáng tạo ừ làm nghệ thuật đấy đi thì em có thể ứng dụng được trong công việc nó giúp cho công việc của em tốt hơn không có một cái nó khá là quan trọng là cái việc kết nối con người ừ thật ra những cái chuyện mà em nói với anh cái thứ hài hước này mình kết nối với nhau tốt hơn đúng không đúng không anh quý em nhiều hơn thì à. bản thân em đi làm việc đối tác có một cái câu chuyện vui để kết nối mình đã kinh nghiệm rồi để em muốn võ ừ. của mình rồi làm việc dễ hơn rất là nhiều ừ thật thật sự với anh luôn là khi mà có cái mút nó vui ấy nó không cần phải sử dụng rượu, bia hay là cái thứ gì đâu mà là do cái thằng quản trò ừ. đấy, do cái thằng host đấy, anh sẽ chủ động trong cái cuộc đàm phán hơn. Ừ. Nếu mà anh là cái người mà quản lý cái cuộc trò chuyện đấy, đấy, nói chung là nó, nó cũng là nghệ thuật kiểu đối đãi con người thôi, hướng đến mọi người đến cái thứ tốt và tạo ra niềm vui cho người ta, ừ. thì cái đấy kiểu nó thực sự là áp dụng rất nhiều thứ trong cuộc sống. Ừ. <laughs> tức là đến cuối cùng thì uh, cái thứ quan trọng nhất cái thứ gọi là transferable skills cái kỹ năng chuyển đổi yeah. có thể sử dụng được yeah. chính là cái cách thức mình giao tiếp và tạo sự kết nối với con người đúng rồi anh anh yeah. hiểu đúng Bất tôi đúng trả lời em đúng không ừ. và em nói thật với anh lại cái câu chuyện mà em xem một nghìn cái clip ấy rồi mới học thuộc rồi mới đúc kết ra được 10 cái thì đến lúc mà em đi làm cái mỏ này em phát hiện ra là Toàn những kiến thức gọi là cấp 3 Hóa học vật lý à, đúng. Họ Cấp 2 thôi, cấp 2 thôi, cấp 2 thôi anh ạ Không, chưa đến cấp 3 à. Là đã áp dụng Và mình đang học Mà mình kiểu miss nó kiểu rất là nhiều thời gian rồi Nhưng hóa ra là kiểu Khi mà áp dụng thực tế thì kiểu đơn giản Kiểu Chả, chả có cái gì, kiểu cái tủa này Như bay hơi, cô đặc Xong rồi là cái tinh, các thứ, các thứ, thứ Mình kiểu học viết trên giấy thì mình kiểu khó hiểu ấy, ừ. mình không hiểu nó là cái gì. Ấy. Nhưng mà kiểu hôm nào anh cũng phải đi kết tủa, hôm nào anh cũng phải đi kết tinh, hôm nào anh cũng phải đi cô đặc, hôm nào anh cũng phải đi điện vân. thì tự nhiên anh lại thành thấy nó lại dễ, như kiểu một cộng một bằng hai ấy. Nên là kiểu nó đúng như kiểu là anh khi mà anh chuyển sang công việc mới là anh phải nhanh chóng anh vào thực hành luôn. Ừ. Chứ nếu mà anh cứ gọi là training như cái vở, anh cứ đọc 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 xong rồi anh kiểu ngậm 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 ngẫm, xong rồi không biết cái này có đúng hay là cái này sai thì 10 năm sau anh vẫn có thể vẫn đứng ở tại chỗ như thế anh đọc xong anh phải ra thực hành luôn nhé. ví dụ anh đọc cách pha cà phê anh phải ra kiểu pha luôn có khi anh pha một nghìn lần anh mới anh mới pha đúng cái công thức cho anh đọc ở trong cái cuốn sách đấy ừ. đúng không Thế nên là kiểu nhiều khi kiểu mình cứ thích action thôi take action liên tục thôi và những cái kiến thức mình học ở đại học này những cái kiến thức mình học cấp 1, cấp 2, cấp 3 này nó đều được áp dụng 80% vào những cái công việc của mình Chỉ có 20% là ví dụ như kiểu nó cao siêu hơn một tí thì kiểu Mình phải học thêm, cao học hoặc là nghiên cứu xuyên sâu Google, Youtube thêm em thôi ừ. Đấy, em thấy... Ừ. Ừ. Như vậy là sẽ không gặp những cái vấn đề gì quá là gọi là thậm chí là nó còn nhiều lợi thế hơn. Nó mà... ừ, em thấy thật là nó lợi thế. Ừ. Nó lợi thế. Nhiều khi mọi người kiểu nghĩ nó sẽ là ấy thôi nhưng mà chưa trải qua thì nghĩ nó là kiểu một bất lợi nhưng mà trải qua rồi thành lợi thành lợi thế nhưng mà một phần anh nghĩ là do em được nhìn nhận tốt ấy. nhưng mà nếu à. ví dụ em nổi tiếng với một cái hình ảnh hình ảnh gì đấy mà controversial tức là ờ, tranh cãi hơn thì, thì lại, thì lại có chuyện khác đúng, đúng rồi không đúng không thế nên là lời khuyên dành cho các bạn mà đang muốn làm content creator là à. hãy làm giống có như tâm. em hay nói từ đầu đến cuối là à. có tâm và có, có đạo có đức tâm, đạo đức có tâm và có, có đạo tâm đạo đức, đức. nhá ok anh em mình nói chuyện cũng nói chung trên trời dưới biển nãy giờ cũng tương đối dài rồi quá đủ thứ à. chuyện rồi em còn thứ gì mà em muốn chia sẻ không hay là chia sẻ chia sẻ em nghĩ, anh anh gợi ý cho em đi anh gợi ý à thực ra Được. anh thực ra đây thực thực ra đây đúng là một câu hỏi à rồi, rồi. đúng là một câu hỏi là em còn cái gì mà anh chưa cover ấy tại vì vừa nãy ừ. em là mới đưa anh, anh À thì... anh phải à, à rồi rồi, anh rồi, rồi. Anh <cười> <cười> thôi cái đấy để sao cái đấy để cái đấy để cái đấy để sao rồi, đùa rồi đấy lại, các bạn rồi. Đúng à đúng thì uh... nói thẳng ra là, là em rất là cảm ơn anh không phải là trả lời câu hỏi việt anh mà ừ. em phải là cảm ơn anh việt anh trước mọi người là đã tạo cho em cơ hội để để lên sóng và để nói chuyện với mọi người thì thực ra là em cũng muốn kể câu chuyện của em khá lâu rồi nhiều rồi thứ ra cũng có nhiều người biết rồi ừ. nhưng mà đa số là những cái người kiểu bạn bè xung quanh em thôi vì ra ba năm rưỡi vừa rồi là em kiểu đã off từ quy rồi mà còn ừ. có ấy nữa đâu thì có một cái chỗ để kiểu có nhiều người biết câu chuyện của em hơn thì đấy là một cái thứ rất là hay. Chung là phải chia sẻ thật cho các bạn đấy là uh, mình tìm đến anh Việt Anh chứ đặt ra chứ không phải là anh Việt Anh tìm đến mình bởi vì Còn là vợ mình ờ gọi là anh em tìm thấy mình, nhau, uh, tìm anh thấy anh thấy nhau. Rồi. qua câu chuyện là vợ mình hay xem mấy cái podcast này lúc mà đang nấu cơm. Thật à? Ủa? Podcast uh, Skyroom, kiểu <laughs> đúng rồi. Oh, cả hay. thằng Link thứ đó mà. Ok Chị là hôm nào mình cũng xem khi nấu cơm không biết các bạn đang xem mình nói khi nấu cơm hay không nhưng mà nếu nấu cơm thì chúc các bạn có một bữa ăn ngon còn nếu mà đang đi học thì chúc các bạn học tốt còn nếu mà đang đi xe thì chúc các bạn an toàn kết thúc video mọi người xem đến đây mọi người đã biết đã thấy chúng tôi đẹp da chưa ạ nếu mà chúng tôi thấy chúng tôi đẹp da hãy cho tôi một like một, like. Và một subscribe <laughs> uh, xin chào tạm biệt các bạn cả mọi người cảm ơn mọi người ok hẹn gặp lại tạm. lần sau ừ, tạm <laughs> thời thế thôi <laughs>